Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel mình thấy gì đây và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Jurassic World công viên khủng long nhé. Và nếu anh em nào thích cái video này đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Thì mình sẽ đi mình đang up con gì nhỉ? À, mình đang up cái con hệ nước Ray này để kết hợp nó lên thành level 40. Hiện tại mình đang có hai con Cola Sutures rồi và mình sẽ cần khoảng là buộc 6 con nữa Cola Sutures nữa thì mới đủ. Mình sẽ tiếp tục là up nha. Mình sẽ tìm tới những con hệ nước Amphibian và chúng ta tìm tới Cola Sutures đấy. Mất khoảng 2 tiếng thì mới có thể up xong được một con. Còn nó khá là lâu tại vì nó là Ray mà, nó không phải là hệ C mà nhanh nữa. Và mình sẽ bắt đầu là kết hợp luôn thôi nhỉ. Đã mất thời gian thì kết hợp luôn thôi. Chắc phải khoảng 2-3 ngày thì chúng ta mới có thể up sang con này được. Cola Sutures ở đâu nhỉ? Ở đây à? Đây, chính xác đây. Nó dạng như kiểu nòng nọc ấy. Và khi tiến hóa lên dạng 4 thì nó mới đẹp. Nó sẽ có sừng, nó có màu. Cái này cái màu đúng hơn. Xong có vây với các thứ này. Có thể nói loài này có thể là nó có cái màu vàng vàng. Xong rồi nó có vằn đen này. Và hybrid thì nó sẽ tạo ra một con Cola Sutures. Cola kết hợp với Sacro Sutures. Đấy, tạo ra một con Kaulasaurus, không phải Kaulasaurus rồi. Nó sẽ có, nó giống như kiểu cái con là khủng long legend hôm qua của mình ấy, Megasaurus ấy. Nó cũng có cái lớp vảy giống như thế, không được đẹp cho lắm. Mình không thích cái lớp vảy ở bên ngoài của cái con Megasaurus cho lắm, nhìn nó cứ kiểu gì, nó không được đẹp như kiểu mấy cái con này. Rồi chúng ta cứ lấy hết vàng đi ạ. Và mình đang cố gắng tiết kiệm đô la. Và mình đang cố gắng không phải dùng đến đô la đây. Tiết kiệm lên để sau này có thể là mua cái gì đấy. Lần trước có hơn 2.000 đô la cơ nhưng mà dùng hoang phí quá. Sử dụng để làm mấy con khủng long nên nó hết sạch tiền luôn. Ok, chúng ta sẽ đi lấy toàn bộ vàng có thể nha. Vàng này, rất nhiều thứ. Mình đang có gần khoảng hơn 3M vàng rồi. Rất là nhiều luôn, thâu mà làm. Ok, chúng ta sẽ lấy ở đây có cái gì đây? Ở đây thì có một cái code 19 à. Không chơi không được. Không chơi nên nó khóa cái con của mình lại. Nó không cho mình dùng. Cái này khá dễ thôi. Cái này con này là con hệ C đúng không? Ôi con này đẹp phết. Ok, ba con đã xong. À, đây là round 3. Cực kỳ chậm. Siêu chậm luôn. Còn những con Legendary thì nó sẽ siêu nhanh. Và cái này cực kỳ nhanh này. Và nó cách nhau xa. Ví dụ bên này, bên này, bên này, bên này. Đánh ấn nhanh cũng không được, không kịp ấy. Chúng ta đã xong. Và mình sẽ kiếm được 220 kinh nghiệm cộng với 5 cái 5 điểm nữa. Chúng ta sẽ mở gói pack nhá. Gói pack free thôi. Chứ gói pack này không có tiền. 1.2 triệu một gói pack thì đúng là đại gia. Đại gia cơ. Phải là bên nước ngoài cơ thì họ mới mở được những cái gói pack kiểu 1.2 triệu. Tốn kém đấy, Việt Nam thì chịu thôi, chúng ta chỉ kiểu chơi chay thôi. Chứ không thể nào làm gì. Cùng lắm thì chúng ta chỉ có thể đạt được cái VIP vào thôi. Là cái VIP nó thì nó cũng sẽ tầm khoảng hơn 200.000 một tháng. Đây thì mình sử dụng tất cả luôn. Đã xong, bây giờ có thể trồng thêm thức ăn không nhỉ? Hơn 2 triệu thức ăn rồi, chắc cũng không cần thiết phải trồng đâu nhỉ. À, mình có một con nữa, có thể muốn test cho anh em xem. Muốn review cho anh em xem luôn. Qua là con này đúng không? À, mình nhớ có một con dưới đáy biển. Đúng, chính xác. Có một con dưới đáy biển. Còn chưa test cho anh em. Phải có dưới đáy biển không nhỉ? Đúng rồi, đây đây. Chính là nó đây. Nó là sẽ là một con Tilo. Con này tên là Tilosaurus. Và nó sẽ tiến hóa theo từng dạng một. Con này thì nó có khung vàng đây. Dạng 2 này, dạng 3 này, dạng 4, dạng 5 này. Dạng 4 xem có đẹp không. Đấy, dạng 4 thì trông chất lừ hơn nhỉ. Dạng 4 thì mới gọi là tạm được. Khiến cho nhìn nó hơi tù, nó hơi tù thật. Dạng 1 hơi tù. Dạng 4 thì nó sẽ có thêm mấy cái sừng nữa ở đây này. Nhìn trông cũng khá đẹp. Tạm thời đấy đã. Con này nó sẽ công như thế nào? Nó đứng thứ 4 à? Đứng thứ 4 danh sách à? À, chưa cho ăn à? Chưa cho ăn lên. Ui, con này ăn tốn kém thế. 80.000 thức ăn một phát. Nó ăn cá mập à? Wow. Con này không ăn cá con lắm, nó ăn cá mập luôn kìa. Dã man. Wow. Kinh nhỉ. 12.600 vàng trong vòng 12 giờ.
khá là nhiều chứ không hề ít đâu, đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ cuối tuần à, thì chúng ta sẽ đánh cái, ôi hôm nay cuối tuần nhiều nhiệm vụ thế, có test sức mạnh này, có booster battle event này, battle build up. Đây đây đây, cái này trước này anh em, cho đánh cái prey prey à, cái này để dành để con woodley mammoth, nhưng có vẻ như rất là khó chơi. Chúng ta đang ở top prey, lên được top predator cũng là một cái kỳ tích rồi đấy. Mà thôi đánh đi. Trận này thì mình theo mình nghĩ nó khá là dễ, nên ta sẽ lựa chọn một cái team nó yếu, không cần phải quá khỏe đâu. Có một con vẫn đang bị escaptor, con đấy thì cần phải giải cứu sau. Chúng ta sẽ lựa chọn một cái team nhẹ nhàng thôi nha, không cần phải quá mạnh đâu. Không chọn đấy nhá, không chọn ăn ăn lá nhá, chọn lá sấp mặt đấy. Như thế này theo mình nghĩ vẫn ổn, team vẫn là ổn, tại vì các bạn team nó cũng sẽ rất yếu thôi. Đây trận thứ hai đúng không, hôm qua mình thắng được một trận rồi đấy, team nó rất là yếu mà. Mình đã đoán được team nó cực kỳ yếu nên sử dụng cái team này cũng chẳng yếu lắm, cũng tạm tạm. Cái này đánh thì nó mới hấp dẫn này. Bây giờ ta sẽ để dành một lượt Kano Taurus, kiểu gì nó sẽ để dành hai lượt cho xem. Nó chẳng tấn công đâu, đây no swap luôn, wow được đấy. Bây giờ thì nó sẽ có một lần, con này có một lần, phát sau thì nó sẽ có hai lần, thành ra hai lần đúng không, ba lần. Ấy chà, lẽ nào có chết được không nhỉ, không tấn công luôn. Nó sẽ có tất cả ba lần và nó sẽ có thể để dành, có thể nó sẽ để dành hoặc như thế nào đấy, thì mình sẽ tấn công kiểu gì. Nó chắc là thủ một, ok. Ôi thủ một thật ạ, mình chỉ đoán nó thủ một thôi, và thủ một thật ạ. Tấn công ba vào đấy thì hoàn hảo, nhưng thôi cầm một lần được. 5 lần, ấy chà, Kano, Taurus, tới cơ còn 5 luôn. Để chỉ có giết mỗi mình thôi. Bó tay. Thì team nó chắc chắn sẽ thua rồi. Nó sẽ chết hai con là đảm bảo. Meteoritus có lẽ cũng khỏe quá nhỉ. Hai đòn thôi là nó chết rồi. Thêm một đòn thôi mà, cần một đòn thôi là đủ chết rồi, cần gì hai đòn. 210 đam mà, quên nhìn. Nhưng không sao, con cuối cùng là con hệ lá và đam nó thì siêu yếu rồi. Đam siêu siêu yếu rồi. 7 lần này, không cần sử dụng đến cái con mono kia, và mình hoàn toàn giết được nó. Cá sấu xanh của mình đẹp phết, khỏe mà. 21 máu kìa. Xong một trận mình sẽ cố gắng lên được cái top Hunter cho anh em. Cố gắng hết sức xem nào, để xem liệu rằng có lên được cái top Hunter hay không. Mình sẽ cần phải, đây được thêm 20 cúp nữa thì mình sẽ bay từ vị trí lên vị trí 30 của Prey, top Prey là top 50. Sẽ random ra một cái vật phẩm gì đấy, tùy theo tình hình. Hai gói Mystery, 80 ADN, 400 ADN ngon hơn này, ngon hơn là 4.000 thức ăn, là điều chắc chắn. Trận này thì sao nhỉ, trận này thì có lẽ là nó sẽ khỏe hơn một chút, theo mình như vậy. Rồi thì chúng ta sẽ dùng con Caprosuchus thì hơi yếu, những cái bọn thì hơi yếu quá đây, yếu quá. Chúng ta sẽ lựa chọn những con là trên đam trên 100 nha, đam trên 100. Cano, Sutro, Mimus, đầu tiên sẽ là một con nước. Microphosaurus trước, wow, Microphosaurus đam ổn, quá ngon ấy, quá khỏe ấy. Và sẽ là Sutro Mimus. Parasolophus có lên không nhỉ? Rồi như thế này cũng được, và mình nghĩ mình sẽ vẫn thắng thôi. Mình sẽ dùng tất cả team mình xem có bao nhiêu con là dùng hết. Thế như là ngày mai sẽ kết thúc cái sự kiện này thì phải, cho cố gắng đánh thử xem. Đấy, team nó cũng chỉ đến tầm mà chúng ta dùng hơi quá tay, hơi mạnh quá, không sao. Đó, như thế này thì ta sẽ có khắc chế này, khắc hệ này, 114 đam cả, khá khỏe nha, không hề yếu một chút nào đâu. Đổi thôi. Varosolophus chúng ta sẽ không có lần nào để thủ đâu. Làm gì thì làm. Nó giảm xuống con 38, 125. Nó sẽ có một lần tấn công đây. Con này kiểu gì sẽ có một lần tấn công. Nào, lại đây nào. Allosaurus, nó level 23. Đây là dạng 3 của Allosaurus. 3 lần. Dino Swap, wow. Nó sẽ có 2 lần nha anh em.
tấn công 1 và tấn công 1 và sẽ để dành 1 chăng? Có thể sẽ để dành 1. Mình sẽ có 4 lần đây. Và cái lượng đam của mình sẽ bao nhiêu? Lượng đam sẽ 192. Được, hoàn toàn đánh được. 3 lần thôi là đủ giết nó rồi. Xong ngay. Ôi, cần 2 lần thôi. Chúng ta dùng hơi mạnh tay quá. Ồ, bây giờ thì nó sẽ có 3 lần nha. Của con Allosaurus. Và nó sẽ giết được mình bằng tất cả đòn của nó. 4 lần. Yes. Kinh. 3 lần. Ồ, nó có 4 lần cơ. Hơi mệt nhờ. Nó sẽ còn 1 lần nữa kìa. Bây giờ thì nó sẽ còn 1 lần thôi. Rồi, nó sẽ còn 1 lần đúng không? Lượng đam của mình là vừa đủ để giết nó. Chúng ta sẽ dùng khoảng 3 lần. Giết luôn. Đấy. Allosaurus này. Chắc chắn là mình sẽ giết nó. Bây giờ thì nó sẽ chỉ còn là 4 lần thôi. 4 lần. Bắt buộc phải sử dụng toàn bộ đòn. Nếu không là 3 lần. 8, 3, 24. Ồ. Nó còn 1 lần nữa nha. 1 lần thủ nữa kìa. Nhưng sao mà đỡ được với Suchomimus. Cho có 4 lần cơ. Trận này khá là dễ nha. Không có cái nào khác. Thủ 1 chăng nữa thì vẫn thua. Thủ 1 là 470 máu. Mình có 4 lần cơ mà, đúng không? Đấy, Suchomimus. Suchomimus này cái đầu nó hơi bị dài. Nó khá là xấu. Rồi chúng ta sẽ lên được lên một cái vị trí tốt hơn. Nào, chúng ta sẽ lên được cái vị trí là top survival, top 25% rồi. Cái gì đây? Nó cho mình vàng à? Từ từ mình sẽ mở cái này ra xem trong này có gì nha. Nào, chúng ta hy vọng. Ui, 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 mammoth. Ồ, ui. Cái này nó không bao giờ dừng lại đâu nhá. Nó cứ dừng lại cái mammoth cái là nó sẽ bắt đầu tự động. Mình tí được con voi mammoth rồi. Điên nhỉ. Bây giờ thì từ top 25 chúng ta sẽ lên top 10 là top Hunter. Top Hunter. Cố gắng hết sức để lên top 25 nào. Bây giờ lượng đam của nó, theo như mình nghĩ nó rơi vào tầm khoảng hơn 100 đam gì đấy. Rồi mình sẽ dùng trường lùng những con khỏe hơn. Chắc chắn rồi. Đây, bây giờ nó sẽ tầm sức mạnh sẽ bằng tầm alo với Gigan này. Bây giờ sẽ dùng đầu tiên sẽ dùng Gigan trước, Gigan. Hoặc là dùng con nước trước này, xong Gigan và thêm một con hệ chim hay ăn lá nhỉ, tùy ăn chim cũng được, con Pteranodon nhỉ. Mình có con chim khá khỏe nữa các bạn nhỉ. Ở đâu ra? Mà chắc thôi. Bây giờ phải dùng những con máu trâu, đám trâu. Đó, như thế này. Hy vọng là chúng ta sẽ không bị úp sọt. Đừng có lá được. À có lá thì mình vẫn khắc hệ được. Để xem mà lượng đam thế nào. Chúng ta sẽ chờ xem. Uspino. Wow, có một Spino rất trâu. Rất rất trâu Spino. Hai con ăn thịt và một con chim anh em ơi. Không có thể có bắn lá đâu cả. Spino. Đam này. Rất kinh khủng nhỉ. Phải nói như vậy. Nhưng mà chúng ta rất là nhiều máu anh em ạ. Mình dùng con Caprosuchus này là hợp lý rồi. Nó phải đổi rồi. Chắc chắn đó. Ôi tấn công luôn à. Má ghê vậy. Kinh đấy. Được nó đấy nha. À, phát sau nó có 2 lần nữa. Chắc chắn nó phát sau nó sẽ có 2 lần. Và với cái lượng đam này thì mình vẫn chưa đủ sức để giết nó đâu. Nó còn một con nữa đằng sau kìa. Kinh khủng rồi đấy. 2 lần. Tấn công cả 2 chăng? Có lẽ nào sẽ tấn công cả 2. Spinosaurus đang suy nghĩ là nên đổi hay là nên tấn công. Nó không tấn công nhỉ. Thì cùng lắm nó sẽ thủ 2. Cùng lắm thủ 2 thôi. Lượng tấn công của chúng ta thì xem nào. Chúng ta sẽ tấn công 1, 2, 3, 4. Thế này. Nó không thủ luôn. Nó mất lượt anh em ạ. Không sao, cái này thì chúng ta vẫn thắng được. Một hit này, mình nghĩ thủ 1 Tyranno Titan. Bây giờ nó sẽ có 3 thôi, nó bị mất lượt. Cái này bị mất lượt anh em ạ. Bị đánh mất lượt luôn. Xuồi, làm cái gì? Caprosuchus, Tyranno Titan. Đập chết hết. Vớ vẩn thật, 282 máu thì không ăn thua đấy mình. Nếu còn con duy nhất đúng không? Mình sẽ dồn đòn cho con đằng sau luôn. Tyranno Titan cũng đã chết. Quỳ gối này, bé tiếp theo Quetzalcoatlus. Mình biết là lượng đam của nó thì hoàn toàn giết được mình. Vì thế mình đã bỏ lượt đi luôn. Nó khắc hệ mình mà.
Bây giờ thì nó hết đã thủ rồi. Và điều chắc chắn là sẽ bị Giganotosaurus hạ gục là điều chắc chắn này. 6 lần. 6 đam. Với lượng đam là sẽ là 1k4 đam. Chúng ta sẽ lên được một vài cái vị trí đấy. Không biết có lên nổi cái top hunter không. Chúng ta sẽ lên được bao nhiêu vị trí đây? Chúng ta chờ xem. Chúng ta lên được bao nhiêu từ 91, chúng ta sẽ lên được khoảng 70. Đấy, 95 cái cúp. Và nó sẽ có không có gói pack ấy. Không có gói pack xịn trong này. Thật ra thì nó chỉ cho mình thức ăn với đô la cùng thôi. Thông thường là như vậy. Chúng ta đang top survival, cố gắng lên top hunter. Top dominator thì toàn là cao thủ thôi. Nào, bây giờ thì lượng đam của nó không biết là như thế nào. Và chúng ta có thể đánh thêm được không? Với những cái con như thế này, chúng ta có Tyrannosaurus, chúng ta có Allosaurus. Tyrann thì sẽ khỏe hơn đôi chút. Bây giờ thì sẽ chọn con gì đây? Dùng Pteranodon nhỉ. Dùng Corythosaurus và dùng con Tyrann. Chúng ta dùng Corythos trước, dùng Tyrann và dùng Pteranodon. Đấy. Dần dần sẽ chuyển lên là 200 công nhờ. Đánh hết cái bọn 100 công của mình đi đã. Bây giờ mới đang ở vị trí thứ 70. Có bao giờ mới lên được. Nó chỉ tầm khoảng hơn 200 máu thôi. Cũng không khỏe lắm đâu. Ấy, ấy, ấy. Nó tăng công nhưng mà nó là ăn thịt. Và nó có một con chim. Rồi, mình sẽ phải đổi thôi. Chắc chắn là mình phải đổi rồi. Nó không có thể có nước đâu. Mình sẽ hy sinh Pteranodon này. Tùy. Có thể hy sinh thì cứ hy sinh thôi. Nó có ăn lá nhá. Dino Swap biết ngay. Nó chắc chắn là nó sẽ sang con này mà. Mình sẽ đổi nó không có nước đâu. Mình không cần sợ lắm. Tyrann của mình thì mới có cấp cấp 10 dạng 1. Thủi thủi thôi. Nó chỉ có 2 lần thôi. Bắt buộc phải Dino Swap. Hoặc là nếu muốn giữ đòn lại. Ấy chà chà, ghê nhỉ. Chẳng đã thủ, nó thủ một là cái chắc à. Ôi thủ hai à, ôi giật mình đấy, kinh phết nhờ. Thủ hai được của nó đấy. Bây giờ nó có 3 lần và nó sẽ dino không, có dino swap không, biết ngay. Bắt buộc phải dino swap, nó sẽ có 2 lần đấy anh em, nhớ rằng nó sẽ có 2 lần, nó chỉ có 2 lần thôi, tấn công cả 2 luôn. Crack crack. Ghê phết nhỉ. Rồi ok, phải đổi sang những con kia. Nào, nó hết thần thủ rồi. Con này chắc chắn sẽ chết thôi. Mình chỉ cần này thôi. Đấy, hợp lý. Như này là hợp lý quá. Con này mình sẽ hy sinh cho con ăn thịt của nó tha giúp tấn công. Thoải mái tấn công luôn đi. Team nó cũng yếu hơn nhiều, không ăn được. Chiến thuật thì không có gì nổi bật lắm. 4 lần đây. Tấn công hay phòng thủ? Không tấn công và cũng chẳng phòng thủ. Rồi bây giờ thì không phòng thủ à? Ô thủ 2 à? Thủ 2 để giành 4 lần à? Kiểu dạng dạng vậy đấy đúng không? Bây giờ sẽ có thủ 2 và tấn công 2. À thủ 2 và để giành 2. 6 lần. Giết mình là điều chắc chắn. Không có gì để nói. Bây giờ thì chúng ta con này thì nó hơi yếu. Nhưng chẳng vấn đề gì cả, chúng ta sẽ có hệ khác đây. Sợ gì đâu. 8 lần cơ mà. Tấn công luôn được mà. 168, đây như thế này. Nó hết lần thủ rồi. Đơn giản quá nhỉ. Trận này đơn giản. 188 đam. Và trận cuối cùng đối đầu với con Quang Long. Quang Long 4 lần. Cái này không tăng tốc độ nhỉ. Mình còn không chết nổi cơ. Pteranodon của mình còn hạ được con này nốt cái này cơ. Có khi chỉ cần 2 con thôi là đủ hạ rồi. Tyrannosaurus Rex tấn công với 7 lực của mình. 7 thành công lực. Full thành công lực luôn. Cắn nó. Grr. Cắn nó anh em. Một phát. Một phát tạp là chết luôn. Không kịp làm gì cả. Rồi chúng ta chiến thắng cái trận này. Và mình sẽ chuyển sang với cái trận tiếp theo. Ok, 95 cái cúp và chúng ta sẽ lên được 47, vị trí thứ 47, khá hay.
sắp lên được ấy rồi, sắp lên được cái vị trí đó chính là top hunter rồi anh em. Còn từ hunter, hunter lên predator, à hunter đúng không? Thử thử xem lại. Đây, top là top survival, top hunter, xong predator là legendary, sẽ được một trong những legendary này. Đấy. Có một số con mình chưa có bao giờ cơ. Chắc chắn 100% đấy. Và để lên được cái top Dominator thì nó thì là gần như không thể. Guthrie Mammoth lên được top Predator này này, ngon này. Legendary đấy. Và chúng ta sẽ tiếp tục đánh thôi. Mình sẽ bắt đầu sử dụng những con team level 200, những con hơn 200 công. Ví dụ như con này chẳng hạn này. Sacrosuchus, Eric Lowe được con này. Gogosaurus và thêm hết loài chim này đúng không? Mấy con chim này dùng hết rồi. Còn nhiều con ăn lá quá nhỉ? Hay dùng cả team ăn lá ta? Darkwing đây như thế này. Một con tanker, một con dam và một con cũng là dam. Dam to hơn con cả Gogo. Đấy, team nó thì nó yếu thôi, không khỏe đâu. Có ăn thịt, có nó khắc hệ mình. Nhìn chung nó sẽ khắc hệ mình một chút. Mình cũng khắc hệ nó mà. Chúng ta vẫn sẽ khắc hệ nó. Con này á, con này thì không vấn đề gì cả. Có nên đổi đi thì hơn. Không, nhưng hai con sao để khắc hệ con kia. Hai lần. 116. Erythrosaurus. Ấy, nó sẽ tự đầy dành một lần nữa thành 3. Bây giờ tấn công hay phòng thủ đây? Thế mình nghĩ nó sẽ phòng thủ 2. Phòng ngự 2 rồi. 217. Con này hy sinh định được. Chết luôn. 380 đam. Nó sẽ để dành được một số lần đấy cho con Pterosaurus. Con này yếu mà. 5. Có tấn công hay không? Không tấn công. Mình đã biết được sao không tấn công luôn. Nhưng mà chúng ta sẽ có rất là nhiều lần ở đây. Có mấy lần nhỉ? Quên mất rồi. Để dành 4 lần này. Và tấn công 2 lần luôn. Thích thì chiến thôi. Pterosaurus. Đó, tấn công luôn. Chẳng phải sợ. Bây giờ 8 lần. Ái chà chà. Tấn công 4 lần. Oh man. Nó còn 4 lần nữa đúng không? Thích thì chiến thôi. Đơn giản. Ôi, nó thủ 4 à? Tỉnh táo nhờ. Được đấy. Hách não. Bây giờ 4 lần tiếp theo. Không tấn công rồi. Nó để dành 4 lần rồi anh em ạ. Mình chắc chắn nó sẽ để dành khoảng 4 lần gì gì đấy. Hoặc là thủ ít thôi. Thủ 1 biết ngay. Một phát này chết luôn. Còn không kịp thở. Bó tay thật. Bây giờ 8 lần gì, 7 lần gì. Đánh chỉ đánh thôi. Tấn công 3, tấn công 5. Tấn công 5 mà thủ 2. Mình có giờ thủ đâu. Mình không giờ mình thủ luôn. Không cần phải con này. Thôi con này được. Con này thì nó sẽ khắc hệ. Và thắng chiến thắng đam nó to hơn. Diplo later. Phun lực luôn. 7 thành công lực luôn. 72. Mày chạy vào đâu? Mày chạy vào nồi. Chạy vào nồi em. Chạy vào nồi em. Chạy vào đâu? Chết. 3k9. Chết ngay. Làm sao có thể đấu được. Đấy, khỏe mà. Mình đánh thì mình vẫn sẽ để một con phía trước để nó làm lá chắn. Nó sẽ là con hệ lá. Rồi chúng ta sẽ cố gắng lên được cái top. Cần phải 2 trận nữa anh em ạ thì mới lên được. May ra 2 trận nữa mới lên được. Hoặc là phải 3 trận. Lâu đây, lâu đây. Đây, Mystery. Không bao giờ được gói pack luôn nha. Nó toàn cho mình thức ăn, mình cho cái gì. Cúi bắp vai. Ok. Rồi chúng ta sẽ còn lại những con này. Sẽ là một con ăn lá với cái lượng máu trâu bò. Sau đó sẽ là một con Mega. Sau đó một con một trong hai Sacrosuchus hoặc con kia. Thích con nào cũng được. Rồi cho mình sẽ dùng PT Pteranodon để chiến đấu. Start mất khoảng 5 đô. Khá là căng nhé. Hy vọng là ta vẫn có thể giữ nguyên được cái vị trí này. Để xem là team vẫn thế nào. 700 máu, 580 máu. Ây chà, nó khỏe lắm ấy. Chẳng đùa đâu. Không hề đơn giản một chút nào cả. Và nó không ăn thịt, yeah, hay lắm. Không ăn thịt rồi, ngon. Và nó không ăn lá luôn.
Dino Swap có một lần để tấn công. Con khủng long nước à? 400 đam. Nó sẽ có một lần nữa đúng không? Một lần thì tấn công luôn, chắc là chết luôn đấy. Ôi thủ à? Thủ thật ạ. Con này thủ thật anh em ạ. Được nó đấy. Pterodon đam to như thế mà không giết được kìa. Làm gì? Ichitor Stesga Dino Swap rồi, lại phải đợi Dino Swap lại con cũ. Nó chỉ còn một lần. Đấy, một lần, một đến hai lần thì phải. Ok, con này thì mình không khắc hệ được. Và chúng ta sẽ tấn công luôn. Đấy gì, phải sợ nhỉ. Giết luôn nó chứ nhờ. Giết luôn là con Tapsu Sora này. Chết luôn, không kịp ngáp. Không kịp ngáp luôn. Đam này thì hơi bé. Vậy nó sẽ có 4 lần. Tấn công thì quái được. Không đủ đam tấn công. Tấn công luôn à? Chết luôn mình ấy. Wow. Chết luôn được. Pterodon. Và con này thì mày cũng phải chết thôi. Team chúng ta khỏe hơn quá nhiều. Một phát quẩy đuôi. À con Megalosaurus này. Megalosaurus được dùng luôn cho tầm này luôn này. Đấy. Con tấm thẻ vàng kìa. Chopelnathus. Tấn công. 4 lần. Không tấn công và cũng chẳng phòng thủ luôn. Con này thì gần 5 lần thôi là chúng ta sẽ hạ được nó rồi. Full năng lực luôn. 5 thành công lực luôn. Chạy đi đâu Chopelnathus. Cũng đã quỳ gối luôn. Yes. Tuyệt đẹp. Kinh khủng. Được đấy. Và rồi thì chúng ta sẽ hoàn thành cái này. Và mình sẽ được cái gì đây? Sẽ lên được bao nhiêu vị trí đây? Ui, lên được có 8 rồi. Cần phải một trận nữa thì chúng ta mới có lên được cái vị trí kia. Cho anh nốt một trận nữa đi. Đằng nào đã đánh đến cái mức này thì cứ đánh nốt một trận nữa đi là xong. Gọi Patch Ray. Không được. Mystery Patch. Không. Và cuối cùng vẫn là thức ăn. Thức ăn vẫn là thức ăn thôi. Rồi, bây giờ thì ok, chọn những con khỏe. Chọn một con ăn lá khỏe một chút. Ăn lá này khỏe quá. Ăn lá này quá khỏe. Nước và Dimetrodon. Rồi. Mình nghĩ sẽ có ăn thịt. Labyrinthosaurus nó khỏe. Châu bò luôn. Hơn 1k máu. Ui, team này yếu quá. Team này yếu nhưng mà nó bị khắc hệ kìa. Đen đủi. Quá đen cho được bán kem. Khi gặp ngay Labyrinth trận cuối cùng thì đúng là đen quá rồi. Labyrinth là trong những con đẹp nhất của mình và xịn nhất của mình. Hệ lá nó kết hợp giữa cả công và thủ, vừa công cao vừa thủ trâu, vừa máu trâu. Hai lần làm gì thì làm. Đổi thôi. Đánh đấm cái đếch gì. Nó chưa biết chắc nó sẽ thủ hai lần. Nó chán rồi, chắc là nó sẽ không thủ, không tấn công đâu. Bỏ lượt. Đây là dạng kiểu bỏ lượt đây. Ôi đấy, bỏ lượt thì mình tấn công một phát thôi là chết rồi. Chopelterus. Con này cũng có khung xịn. Con này cũng có khung khá là xịn đây. Vấn đề thì đánh thế nào được? Không hạ được. Hai lần thì đánh một. 400 đam một mình là Labyrinthosaurus là cân 3 luôn. Chạy đâu? Mày chạy đâu? 970. Yes. Đẹp quá cơ. Đẹp nhất trong cái team của mình là thế. Xịn sò luôn. Khủng long xịn sò. Bây giờ thì chúng ta sẽ lên được cái cột mốc mới. Đó chính là Top Hunter. Vị trí thứ 95. Rồi, tạm thời với Top Hunter. Top 10% này. Biệt lên Top Predator thôi là xong. Cố lên. Đến ngày mai là lên Top Predator là đẹp đúng không? Nhận thưởng một con Legendary. Không khó lắm đâu. Không quá khó đối với cho được 10 đô này. Và ok thì chúng ta sẽ kết thúc tập này nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game. Đó chính là Jurassic World công viên khủng long. Bye bye. Trước hết mình con này phải cho ăn lên đã chứ nhỉ. Để cho nó kết hợp với nhau chứ. Đấy. Evolution. Tiến hóa.